chưa? À, chào các bạn. À, sáng nay bạn Hảo đã từ Cà Mau đến nhà của thầy Hải. Thì đây có lẽ là nhân vật được trông chờ nhất từ hôm chuyến Cà Mau của thầy Văn Hải về đến giờ. Thì bạn Hảo sẽ thi ở bảng A. Bạn trình bày bài Nam Ai và giọng cổ 126 dây kép. Mời bạn.
Dạ, không biết thầy Hải có nhận xét gì về bài thi của bạn Văn Hảo không phải thầy? Văn Hảo đơn vậy là tốt rồi. Nếu mà ngày mai giữ được phong độ này rất là tốt. Dạ. Nhưng mà bài năm mai câu viết câu 4 viết câu 6 nhịp thứ ba nó liền chữ sàn, mà hồi xưa giờ mình lần chữ hòn nó quen rồi, mà bây giờ là người ta chơi chữ sàn chỗ đó, nhưng mà giờ nếu mà sửa là nhiều khi lòng cộng để luôn khỏi sửa rồi. Có vậy thôi chứ đời người tròn lắm. Dạ, trước mắt dòng 1 là mình chỉ cần chọn vẹn bài. Dòng 2 là cái dòng mà sẽ quyết định kỹ thuật nhiều. Thì hiện tại là giờ dòng 1 mình cứ tập trung cho quen cái áp lực thi trước cái đã. Thì bạn Văn Hảo thì cũng tội nghiệp bạn. Bạn thì ở Cà Mau, từ nhỏ đã đam mê tiếng đàn của thầy Hải, nhưng mà bạn không có điều kiện học. Bạn chỉ học qua đĩa CD của thầy Hải thôi. Lần trước thầy Hải có về Cà Mau thì gặp bạn Văn Hảo. Thầy rất là yêu mến tiếng đàn của bạn, thì thầy cũng nói là đàn cũng khá là giống thầy, cho nên có yêu cầu bạn Văn Hảo là cố gắng sắp xếp lên sớm trước một ngày để thầy Hải xem lại cái ngón đàn và trau chuốt lại cho bạn. Thì hôm nay là bạn Văn Hảo là có dịp đàn để cho thầy Hải chỉnh lại tí xíu, thì hy vọng là cái ngày thi bạn cố gắng giữ được cái phong độ như vậy. Mình cứ lo cái vòng 1 trước đi, khoan nghĩ gì tới vòng 2 hết, vòng 1 cho trọn vẹn đi ha. Rồi, hôm nay cảm ơn bạn Văn Hảo rất nhiều. Đang cố gắng trau chuốt lại cho bạn Hảo, tại vì mai là phải thi rồi các bạn. Sáng nay bạn Hảo vừa mới lên thôi, cho nên sợ không đủ thời gian. Phải còn vài ngày thì sửa thì mình tập từ giờ nó quen lại, còn bây giờ thì sửa thì không kịp. Không sao, vòng 1 cái trọn vẹn bài thôi, mình sẽ sửa qua vòng 2. Đó, bây giờ nó chơi chữ sàn. Câu 7 rồi. Chào các bạn. Thì tối nay mình có gặp bạn Phú. Bạn Phú là thí sinh thi ở bảng B. Hai câu cổ, câu 1, câu 2, dây đào. Rồi, lý con 6, hai câu giọng cổ, 1, 2, dây đào. Rồi, mời bạn Phú. Đào, 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 đào. Thank you.
Thầy Hải có nhận xét gì về bài thi của bạn Phú không vậy thầy Hải? Bạn Phú đền rất tốt. Dạ. Bạn Phú đền không có dốc mà không hư luôn. Rất tốt. Dạ. Vậy à? Bữa đó là áp lực nhiều quá. Thấy thấy nguy hiểm cho Văn Phượng rồi. Bữa đó bạn Phú cố gắng giữ phong độ như vậy nha. Hôm nay phong độ rất là tốt. Rồi cảm ơn bạn Phú nhiều. Chào các bạn. Hôm nay là bạn Hiếu thi ở bảng B sẽ trình bày bài Lý Con Sáo và hai câu vọng cổ 1-2 dây kép ở vòng đầu tiên. Rồi mời em. Dạ thầy Hải có nhận xét gì về bạn Hiếu không vậy thầy? Hiếu đừng mà đi toàn nhưng mà cái đầu cổ những thứ bảy bị gãy nha. Con biết không? Đó, sửa lại cho đó là chỉ cần nó vào nha. Nhịp thứ bảy bị gãy. Nhịp thứ bảy xong rồi giữa 8 lần 28 á. Nhưng mà may mắn là bài này là vòng 1 là chỉ cần đàn trọn vẹn bài là mình qua vòng. Còn ở bài 2 cái này là dướng lỗi kỹ thuật là có thể bị trừ điểm nhiều quá. Đây là
Vậy là qua vòng 1 rồi đó. Cái cứ vậy đó. Rồi cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều. Rồi hy vọng ngày thi cũng đàn trọn vẹn vậy ha. Rồi, cảm ơn em. Chào các bạn. Hôm nay là tối thứ tư. Thì buổi tối thầy Hải cũng cho các bạn thí sinh tập đàn thi luôn, tập bài thi của vòng 1 luôn trên cây đàn có gắn equalizer để cho các bạn làm quen. Cây đàn này theo mình thấy bữa giờ các bạn thí sinh có vẻ như là khó đàn. Có thể là đàn mới, không quen hay sao đó. Các bạn đàn trên cây đàn này mình thấy đa phần là bị dắt nhiều và bị dính dây. Cho nên phải tập cho các bạn làm quen dần. Buổi tối thì lớp buổi tối cũng khá là đông. Đông cũng không thua gì buổi sáng hết. Có lúc lớp tối cũng lên tới 30 người. Và thầy Hải dạy nhiều khi cũng tầm 10 giờ mới xong. Đấy, các bạn thấy mới có các bạn trong lớp xung quanh ngồi xem thôi mà thí sinh ngồi thi ngồi đàn thôi cũng chịu khá nhiều là áp lực rồi, huống hồ về cái ngày thi, cho nên không tập vợt trước là không được. Chào các bạn, bây giờ là đến lượt anh Nam. Anh Nam là thí sinh thi ở bảng B. Thì anh Nam chỉ học với thầy Hải chưa được 1 năm. Nhưng cũng tham gia thi ngón đàn vàng cho vui. Thì hôm nay anh Nam sẽ trình bày bài Trăng Thu Dạ Khúc và giọng cổ 5-6 dây đào. Mời anh. Tiếp luôn.
Hồi nãy anh đàn có chỗ bị dấp á, thì cố gắng đàn tiếp cái chỗ đó luôn, chứ đừng có đàn lại từ đầu. Lại từ đầu là knock out rồi đó. Đấy. Thầy Hải có nhận xét gì không vậy thầy? Nhiều khi lo cái dòng 2 quá rồi sơ xuất dòng 1 á, cố gắng là dòng 1 trước. Rồi, cảm ơn anh Nam nhiều. Chào các bạn. Bữa trước mình có ghi hình anh Rài, nhưng mà bữa đó thì ảnh rung quá. Thì hôm nay ảnh có xin đàn lại. Thì hôm nay thấy tâm lý của ảnh có vẻ vững vàng hơn. Thì hy vọng anh trình bày trọn vẹn được bài ở vòng 1. Thì anh Rài sẽ trình bày bài Hoài Cầu và giọng cổ 1-2 dây kép. Rồi, mời anh. Rung, nhưng mà cũng cố gắng đàn đỡ hơn bữa hổm nhiều. Thì anh ráng sắp xếp thứ sáu em quay thêm ngày nữa nha. Thứ sáu cố gắng quay để anh chờ đàn trọn vẹn được cái vòng một luôn. À, này cảm ơn anh Tài nhiều. Bây giờ tiếp theo là anh Tuấn. Cho em hỏi vài câu là không biết anh Tuấn học với thầy Hải được lâu chưa à? Nếu nói thì cũng lâu á, nhưng mà cái tay mình chậm lắm.
thì đúng là có người học nhanh, có người học hơi chậm. Đúng rồi. Nhưng mà em hỏi là cái thời gian mà mình theo lớp á, học thầy Hải hả? Chắc dạ. Ngoài 2 năm mà. Dạ, nhưng mà học đều liên tục luôn hả anh? Đúng rồi. Dạ. Tại vì ở bảng B á là mình là cái bảng không chuyên. Đúng mình rồi. Học để giải trí. Đúng đó rồi. Cho nên không bị nhiều áp lực. Đúng thì rồi. Mình có nhiêu mình chơi nhiêu thôi. À. Thì hôm nay anh Tuấn thi bài gì? Trăng thu giả khúc dây kép đi. Rồi, vòng 1 trăng thu giả khúc là bài gì nữa? Vòng cổ. Vòng cổ. Vòng cổ dây kép luôn. 1 2 hay là 1, 2, rồi 1 2 dây kép. Rồi vậy mời anh luôn. Nhưng anh mà biểu diễn. Bây giờ tạm thời bây giờ là đợi trăng thu giả khúc đi. Thứ 6 lên cho thầy giật lại cái nữa. À, vòng cổ chưa tự tin hả? À, chưa lắm. Dạ rồi, bây giờ anh có cái gì anh chơi cái đó. Cái ngày mà anh thi á, dạ, cái ngày mà anh thi vòng 1 á là chỉ yêu cầu là anh đàn trọn vẹn được một bài là anh qua vòng. Cho nên cố gắng là đừng có bị áp lực. Vòng cổ á là thứ 6 anh lên anh. Nhưng mà bây giờ vòng cổ là anh thuộc chưa? Thuộc, cứ đờn đi, mình coi như là ngày thi. Khi mà anh đờn dấp á, đờn dấp chỗ nào á, anh cố gắng là đờn tiếp luôn. Đừng có ngưng. À, đừng có ngưng cho đó. Dạ, yeah, rồi mời anh. Bây giờ trăng thu giả khúc. Dạ rồi, liên tục luôn.
Rung quá hả? Không biết. Thấy cái ngày mà anh thi á, thì ở dù mà chỗ đó mà mình bị dấp á, mình đàn tiếp cái chỗ đó luôn, cái đừng có đàn lại từ đầu nha. Đây là từ đầu là knock out á, đừng tiếp luôn. Dạ, thì bây giờ anh cố gắng tập luyện đi, rồi thứ sáu em quay lại lần nữa cho nó quen. Dạ rồi. Thứ sáu em quay lên cho bộ. Dạ rồi rồi. Cảm ơn anh Tuấn nhiều. Cảm ơn em Tài. Dạ.